Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếm nạn tao ngôn ngã kim kiến vâm đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chơn thiện nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Phạm Võng với Bồ Tát trong cái giới là không giao nối lỗi của bốn chúng đệ tử của Phật. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. Thì chúng ta biết ha, phàm phu chúng ta đó, mỗi cá nhân chúng ta thì thường tốt khoe xấu che, những điều tốt của mình khoe khoang, những điều xấu của mình á mình che lấp, rồi những điều tốt của người khác, nhất là những người mình không có thích đó, mình không có muốn nói tới nhiều, nhắc tới nhiều, hoặc có nhắc đi nữa đó mình cũng xem thường. Và đối với những cái lỗi lầm của họ đó, những người mình không thích đó, thì thường mình nói nhiều hơn. Có thể họ có một cái lỗi mình tăng lên thành 10, nặng thành 10 lần, 100 lần. Nên dân gian có câu là khi thương á, trái ấu nó cũng tròn, khi mà ghét á, cái trái bồ hòn cũng méo. Khi mình thương với nhau á, cái trái ấu á, trái ấu nó dài. Mình nói thế nào nữa đó, mình cũng thấy cái trái ấu đó đó nó là tròn. Còn khi mà ghét á, cái trái bồ hòn này nó tròn á, do cái tâm mình méo mó, do cái tâm mình nó sân hận, bực tức, ghét họ. Cho nên dẫu họ có những cái điều tốt đi nữa, mình cũng nói chê bai, nói xấu. Thì ở trong đây Đức Phật này dạy đó ha, là đối với Phật tử với nhau mình nên tránh, nhất là đối với Phật tử mà đã phát tâm thôi với Bồ Tát rồi đó, hoặc là chuẩn bị phát tâm thôi với Bồ Tát, hoặc là ngay cả mình học để mình biết đó, nên tránh, tránh giao nói là đi nói cái lỗi của những người Phật tử cho người này người khác nghe, nhất là tà ma ngoại đạo, họ càng nghe họ càng mừng, vì mình nói xấu Phật tử với nhau thì khiến cho Phật tử có sự lũng cũng với nhau, có sự tranh chấp với nhau, có sự hiềm khích, bực tức với nhau. Và khoan nói là những người ngoại đạo hơn, họ càng mừng càng vỗ tay càng thích thú, nói tu tập sao mà trong đạo có những sự lũng cúng như vậy, không có cái tình thương với nhau, không có sự hỗ trợ bảo bọc với nhau. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng về những cái điều này.
Đương nhiên đối với chư Thánh Tăng thì lại cần cẩn thận hơn nữa. Thì có một câu chuyện trong đời Đức Phật còn tại thế đó, thì có một vị tỳ kheo vốn theo Đề Bà Đạt Đa, chắc vị biết Đề Bà Đạt Đa ha, lúc nào cũng nói xấu Phật, phỉ báng Phật, rồi gây chia rẽ tăng đoàn, tìm mọi cách để hãm hại Phật. Thì một vị thầy theo bè đảng của Bồ Đề Đạt Đa đó, lần nọ đó đến nghe pháp, thì lúc đó Đức Phật ngài thấy vị này đó, mới hỏi rằng tại sao đối với phẩm hạnh thanh tịnh của Thánh Tăng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ông lại khởi tâm không thanh tịnh. Nếu mà không khởi tâm kính tín mà phỉ báng hai vị này, sẽ phải chịu khổ lâu dài, không được ích gì hết. Thì vị thầy này đó mới bạch với Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, con tuy tin lời Đức Thế Tôn, những điều đó là đúng, nhưng theo con nghĩ đó, tâm của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lúc nào cũng có những sự ác dục, tham dục. Thì vị này cứ nói lần thứ hai, lần thứ ba như vậy, chống đối, không có chịu chấp nhận, nói với Đức Phật về hai vị thánh tăng như vậy đó. Nói xong rồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi mà đứng dậy bỏ đi, đi ra khỏi tu viện á, tự nhiên khắp người nổi đầy những mụn nhọt lên, như những cái trái, trong kinh gọi trái lật á, từ từ lớn như cái trái đào, đau đớn khốn khổ, rồi máu mủ chảy ra. Rồi sau khi mất đó, bị đọa xuống địa ngục lớn. Thì lúc đó đó có ba vị thiên tử, vào lúc cuối đêm của cái ngày mà cái vị thầy này bị mất rồi đọa lạc xuống địa ngục á, thì mới thì hiện xuống đảnh lễ Phật, rồi bạch với Phật rằng là vị thầy đó tên là Cù Ca Lê, thuộc bè đảng của Đề Bạt Đạt Đa, hôm nay đã mạng chung rồi. Vị thiên tử thứ hai mới nói rằng: Chư Tôn nên biết cái tỳ kheo đó mạng chung, rơi vào địa ngục. Thì đến cái vị thiên tử thứ ba đó, mới nói cái bài kệ là: Con người sanh ở đời, búa sanh từ trong miệng, trở lại chém thân mình, đó do lời ác. Đáng chê lại khen ngợi, đáng khen ngợi lại chê. Tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Cờ bạc mất hết của, phải quấy là lỗi lớn, hủy Phật cùng thanh văn, thì đó là tội lớn. Thì ở đây ha, thì có ba vị thiên tử đó biết được ha, cái vị tỳ kheo mà mới vừa bị qua đời nhưng lại bị đọa địa ngục do phỉ báng hai vị thánh tăng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Dẫu Đức Phật nhắc nhở mà vị này vẫn khăng khăng. Cho nên lúc sống là bị mụn nhọt, đau đớn khắp thân mình, lúc mất bị đọa lạc như vậy. Cho nên những vị thiên tử này hiểu xuống cùng nói với nhau như vậy đó. Người sanh ở trên đời, cái búa sanh từ trong miệng, trong miệng mình không có cái búa mà đó là búa miệng, mình nói là miệng đời đó, mình nói những lời gọi là dao to búa lớn đó, nói khiến cho người ta khổ đau, khiến cho người ta buồn phiền,
khiến cho người ta bực tức, vân vân. Những cái lời nói đó đó, thì trở lại chém thân mình chứ không có gì hết á. Mình càng làm cho người khác khổ đau chừng nào, mình càng tạo nghiệp xấu cho mình. Khoan nói là mình phỉ báng những vị thánh tăng, đó, vị thiên tử mới nói rằng đó là do nói lời ác, những cái điều mà đáng chê trách nhưng lại khen ngợi, những cái điều đáng khen ngợi nhưng lại chê trách, cái tội đó đó sanh từ nơi miệng, rồi cũng chết vào trong ba đường ác, nhất là hủy báng Phật cùng với chư thánh tăng. Nên ở đây đó, qua cái bài kệ này đó, chúng ta thấy rằng đó là rất là thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong hiện đời của chúng ta đó ha. Nếu tâm của chúng ta không có định tĩnh, không có chánh niệm, thì chúng ta gặp chuyện gì đó chúng ta cũng dễ dàng nói ra. Thì khi chúng ta nghĩ rằng là mình nói những lời đó là nói lời mộc trực, lời nói thẳng, nhưng mà có những lời nói thẳng với cái tâm muốn xây dựng người khác, muốn giúp người khác thay đổi lỗi lầm, chỉ cho người ta con đường chánh, tránh đường tà, cũng nên nói. Nhưng ngay cả những cái điều mà mình nghĩ rằng có thể là lợi lạc cho người khác, nhưng mình nói thẳng quá đó, mà làm cho họ, mình nói câu là lời thật mất lòng á, thì mình cũng phải nên dùng cái phương tiện. Nên trong Đạo Phật có gọi là những cái điều làm bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình muốn giúp ai đó đó, trước hết mình phải bố thí để gieo duyên với họ. Ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, lợi hành, làm những điều lợi lạc cho mình, cho họ, đồng sự cùng với họ làm việc. Thì như vậy đó, ở gần với họ, làm những điều lợi lạc cho họ, mình giúp cho họ, thì mới mong là mình hướng dẫn họ được. Còn dẫu mình nói những lời ngay thẳng chất trực, có thể là lời nói đúng đó, có thể là những cái lời mà nhắc nhở họ đừng có tạo nghiệp xấu đó, nhưng nếu nói không đúng thời, không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người, khoan nói là vấn đề là khi mình nói với cái tâm trạng thế nào, nói với cái tâm trạng là muốn giúp họ, hay nói với cái tâm trạng ganh ghét, nói với cái tâm trạng bực tức, nói với tâm trạng buồn phiền, vân vân. Cho nên khi mình dẫu nói cái với cái tâm muốn giúp họ, nhưng mà nếu nói không đúng thời, không đúng lúc, đúng chỗ, lấy ví dụ như mình thấy một người bạn nào đó, bạn đạo của mình chẳng hạn, họ làm lỗi gì đó đó, ví dụ như họ đến chùa rồi họ chưa kịp mặc áo tràng chẳng hạn, từ ngay giữa đám đông á, mình la mình nói ồ tại sao không chịu mặc áo tràng khi bước vào chùa, mình nói lớn như vậy đó, giống cái lời mà mình nhắc họ cũng là đúng đó, nhưng mà là con người mà ai cũng có những sự chấp ngã, cái thể diện, cái mặc cảm, cho nên trước đám đông mình nói như vậy đó thì chắc chắn họ sẽ mặc cảm, là họ sẽ bực tức, dẫu là cái điều mình nói nó cũng là đúng, dẫu lúc đó mình nói với cái tâm lượng muốn giúp họ, nhắc nhở họ, nhưng mình nói không đúng lúc, không đúng chỗ, thay vì mình quát họ dùng cái góc nào đó thì ra khỏi đám đông chẳng hạn, mình nói anh hay chị hay em gì đó đó nên mặc áo tràng vô, nói nhỏ thôi đó, thì nếu họ nghe được thì tốt, còn không nghe không sao đó, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nên đó, dẫu mình nói với cái tâm lượng là muốn giúp đó, thì phải đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ và đúng người nữa. Giả sử như mình nhỏ mà mình muốn nói với những người lớn tuổi chẳng hạn,
Nhiều khi những người lớn tuổi nghĩ rằng tuổi mình là con cháu họ mà đến chùa mà lại làm gọi là quên mặt chẳng hạn, muốn dạy dỗ họ chẳng hạn, dẫu khi mình gọi họ vào trong nó riêng mình đi nữa đó, thì họ cũng bực vậy. Cho nên á, mình phải hiểu hiểu có những cái trí huệ ha, hướng dẫn nhắc nhở người khác, giúp người khác, phải có trí huệ như vậy, có cái tâm từ, có tình thương, có sự hiểu biết, cũng có cái trí huệ, chứ không phải gặp đâu nói đó, gặp đâu la đó. Bằng không mình dẫu mình nghĩ làm việc tốt, việc đúng, nhưng cái kết quả nó lại làm cái tạo cái nghịch duyên giữa mình với họ. Đó là giữa mình với một người khác, đó là chỉ nói khi mình có cái tâm lượng từ bi, tâm muốn giúp á, đừng nói chi mình nói với cái tâm mà bực tức, nói với tâm buồn phiền, nói với tâm sân hận, nói với tâm ganh ghét, thì những cái tâm lượng đó đó nó sẽ được diễn đạt qua cái âm thanh, cái lời nói của mình, cái cử chỉ hành động của mình, cái sắc mặt của mình, rồi mình nói tiếng Anh gọi là facial expression, là cái qua cái sự diễn đạt của cái gương mặt của mình, hay body expression qua cái thân của mình, vân vân á, thì họ cảm nhận được, đúng không? Khoan nói là mình nói những cái điều mà không có đúng vì người khác, nhất là trong cái trường hợp này đó ha, nói cái lỗi người khác, rồi không những nói lỗi đối với họ mà còn đi rao rao bán là mình tới người A đến người B đến người C, đến chỗ cổng này chỗ nọ, chùa này chùa khác, vân vân, hoặc là những bổm tôi trình bày đó cần tag lên ha, đánh vô Facebook, Internet, YouTube, vân vân, là biết bao nhiêu người biết đến, bây giờ rất là nguy hiểm chỗ đó, cho nên mình phải cần giữ cái chánh kiến, cũng phải cần chánh niệm, chứ bằng không làm chính mình nghĩ rằng mình giúp người khác nhưng thật sự ra mình lại hại mình, là hại người khác. Tôi nói dông dài để vì thấy ha, là cái lời nói của chúng ta cũng rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mình đối nhân xử thế với người khác và nhất là đối với Phật tử với nhau. Nên cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở cái giới này đó nó rất là thiết thực từ xưa đến nay, chứ không phải là hồi xưa như vậy mà nay lại khác, và bây giờ là càng trầm trọng hơn nữa, càng nguy hiểm hơn nữa. Nhất là qua, mình gọi tiếng Anh là social media đó, qua Internet, qua YouTube, qua Facebook, Instagram, vân vân đó ha. Nên làm sao chúng ta phải cố gắng mà giữ chánh niệm, cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh, cố gắng nhìn lại cái lỗi của mình nhiều hơn là lỗi người khác. Đối với những vị tu ha, thường nhắc nhở với nhau á, là phải nên giặt giũ quần áo của mình, lo giặt giũ quần áo của mình, những cái tì vết gì nó dơ bẩn gì đó mình lo giặt giũ, đừng có lo giặt giũ quần áo người khác. Có nghĩa là mình phải tự nhìn lại chính mình, phản quan tự kỷ, nhìn lại những cái lỗi lầm của mình để mình sửa, vì đó chính nghĩa là tu. Rồi những cái lỗi lầm người khác nếu mà mình có duyên thì mình nhắc nhở khéo léo như nãy giờ tôi trình bày, nếu họ tin mình nhiều mình sẽ giải thích nhiều cặn kẽ hơn về những cái lỗi của họ hay là những cách thức mà tu tập vân vân, để họ tránh đường ác, tránh bằng xấu, để họ tiến tu trên đường đạo. Nếu họ chỉ tin mình chút chút thôi thì mình chỉ giảng phần nào đó thôi. Còn nếu họ không tin mình, không muốn nghe mình, thì dẫu cái điều đó nó trước mặt đó,
Nhưng mà biết rằng mình có nói sai gì đi nữa họ không tin, họ không nghe thì thôi, cái chuyện của họ làm, chuyện mình làm. Đấy, chứ bằng không là mình tạo cái khẩu nghiệp với nhau, rồi tạo cái nghịch duyên với nhau, không? Ừ. Cho nên đó là những cái điều rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, để cho chúng ta biết, để chúng ta tránh. Và nhất là khi đối với những Phật tử nào, giáo Phật tử xuất gia tại gia, nhất là đối với vị Phật tử với nhau đó ha, có những vị mà đã từng phát tâm thọ giới Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tu tập, tinh tấn, dũng mãnh. Nhưng mà đôi khi họ cũng có những cái sơ hở, những cái lỗi lầm, thì chính mình cũng vậy. Thì dẫu mình biết đó, như nãy tôi trình bày, nếu mình có duyên với họ, họ nghe mình, họ chấp nhận lời khuyên lời của mình, thì mình nói, mình khuyên, mình nhắc nhở. Còn nếu họ không thích nghe thì thôi, thì cái chuyện quyền của họ thôi. Họ phải chuyển hóa cái tập khí, chuyển hóa cái lỗi lầm của họ. Đương nhiên giả sử như mình biết cái vị thầy của họ hay những người Phật tử khác mà họ tin hơn mình đó, thì mình cũng có thể nhờ những cái vị đó nhắc nhở. Nhờ đây không có nghĩa rằng là mình đi rao bán với cái tâm muốn sửa chữa, muốn giúp người khác sửa chữa lỗi lầm. Nhất là đương nhiên đối với những bậc làm cha mẹ ông bà ở nhà thì chắc chắn mình thấy lỗi của con cháu mình cũng nhắc nhở. Có bổn phận làm thầy, làm sư huynh, làm người đi trước, mình thấy những người đi sau, thấy học trò, đệ tử mình có những lỗi lầm mình cũng nên kêu lại để mà nhắc nhở riêng. Chứ không phải đi ra ngoài public mà la mà hét họ, dẫu cho họ lớn tuổi hay nhỏ tuổi đó không. Cho nên đó là những điều mình có thể làm, và nhờ đó đó, nếu họ thấy được cái lỗi lầm của họ, họ sẽ thay đổi, họ sẽ sửa chữa. Còn nếu không thì quyền của họ. Nên khi hiểu được như vậy đó thì mình cố gắng dùng mọi cách để mà giúp người khác. Mà quan trọng chính là nhìn lại những cái lỗi của mình, vì chưa chắc là cái cách nhìn của mình nó đúng, cái sự việc đó xảy ra, chưa chắc là mình nhìn, mình hiểu, mình nghe, mình biết nó đúng là họ sai. Chỉ có người trong cuộc mới biết được cái vấn đề đó thế nào. Còn mình đứng ngoài mình không có hiểu, mình vội phán đoán, chê trách, đó chính là mình tạo cái khẩu nghiệp của mình, tạo nghiệp xấu, tạo cái nghịch duyên giữa mình với họ. Lấy ví dụ như hai Phật tử nào ở một cái chùa khác, họ có những sự hiềm khích với nhau chẳng hạn, họ đưa lên Facebook, Internet vân vân, hoặc là hai nhóm Phật tử gì đó, mình không biết cái việc đó đúng hay sai, mà mình vội phán đoán, rồi nghiêng bên phe này, ngã bên phe kia vân vân, làm cho nó rối rắm hơn nữa. Nên đó là mình tự tạo tội, tạo tạo nghiệp cho mình. Thì nên mình biết á, bốn chúng đệ tử đều là đệ tử của Phật, đều là bạn đạo với nhau, đều là những người con Phật, thì mình cũng nên hỗ trợ với nhau, cùng nhau tấn tu trên đường đạo. Nếu mình không có thấy được những cái điều hay của họ, thấy những công đức của họ, thì thôi không. Chứ nếu có những cái lỗi lầm thì tốt nhất như là tôi trình bày, mình cố gắng là nhìn lại chính mình, rồi mình có duyên mình khuyên được thì khuyên, nhờ người khác khuyên được khuyên thì không thôi, mỗi người mình cố gắng tự tu. Nhờ như vậy đó,
thì mình mới giữ được sự hòa khí trong đạo, giữ được cái tình pháp lữ với nhau, tình bạn đạo với nhau. Chứ nếu không mỗi người mà cứ đến chùa mà công kích với nhau, phỉ báng với nhau, rồi rao nói lỗi với nhau thì chắc chắn không có ai dám tới chùa. Vì đến với nhau là oan gia hội tụ, đến với nhau nói những lỗi lầm như vậy rồi cãi vã như vậy, thì chắc chắn là thà ở nhà còn vui hơn, thà ở nhà nó còn yên hơn. Nên đó chính là những cái điều mình phải hiểu, bằng không chính mình tạo những cái nghiệp xấu, chính mình tạo cái nghịch duyên cho mình. Nên quan trọng là khi mình không có hiểu được vấn đề thì mình nên tránh, không có khen ngợi những cái công đức của họ. Chưa có khen ngợi được, chưa tán thán được thì thôi. Còn những chuyện phải quấy đúng sai của người khác mình phải thận trọng khi bàn tán với nhau, khi nói với nhau. Nên hiểu được như vậy đó thì mình mới giữ được cái đức của mình. Thì ở trong kinh đây có nói rằng nếu là Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi, tức là những cái vị mà đã thọ giới Bồ Tát giới rồi đó, mà đi rao nói tội lỗi của bốn chúng, nghĩa là tự mình đi rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo ni, hay cả những cái vị thức Sa-ma-na, những vị thọ giới Sa-di, Sa-di-ni vân vân, mình cũng không có được đi rao bán đúng, tội lỗi của những vị đó, bất cứ lỗi gì, lỗi lớn lỗi nhỏ, trong giới gọi là giới khinh hoặc là giới trọng. Thì nếu mình có duyên mình nhắc nhở, còn nếu không duyên thì có chuyện quyền của họ. Có thể những vị khác có đạo cao đức trọng, họ nhắc họ dạy những người đó thì hay hơn mình. Chứ mình dẫu có thấy rõ đi nữa mình cũng phải nên cẩn trọng, bằng không mình tạo cái nghiệp này, phạm cái giới này. Nên trong đây đó mới nói rằng đó, dẫu tội khinh hay là tội nặng đều không được đi rao nói. Đương nhiên như chúng tôi trình bày đó, không phải cái chuyện mà mình che với nhau mà không có nên đi nói những cái tội lỗi này, mà cái đây chính đó là rao nói, rao bán rao đó, nhưng là giống như người Việt Nam á, những người mà đi gánh hàng rong á, bán bánh bán xôi bán này bán nọ đó, ở Mỹ thì không có ha. Đi gánh hàng rong, đi rao bán chỗ này chỗ nọ để cho nhiều người biết á, thì cái kiểu rao bán đây cũng vậy, mình đi chỗ đến chỗ này, đến chùa này, đến chùa khác, rao nói tội lỗi với nhau, những tội khinh tội trọng với nhau, đó là những điều không có nên, đó là phạm cái giới này. Nên đôi khi nếu mà chúng ta không có hiểu được những cái điều rất là căn bản như vậy đó, thì chúng ta cứ tạo những cái nghiệp này, tạo nghiệp nọ, nhất là nghiệp xấu, rồi tự mình tạo là tự mình chịu. Nên Đức Phật là cứ răn nhắc chúng ta những điều này rất là thiết thực. Rồi cũng có những điều như nãy tôi trình bày đó, là mình nghĩ rằng hay là mình thấy rõ, mình nghĩ đó, mình nghĩ mình thấy rõ những cái điều đó nó sai, nhưng mà thật sự chưa hẳn là sai. Hoặc là những cái điều, những cái việc mà nhất là những cái vị Bồ Tát các ngài thi hiện để mà độ sanh, thì chỉ có tâm lượng của các ngài mới hiểu được, thì tâm lượng của chư Phật, chư Bồ Tát mới hiểu được những cái nghịch hạnh của những vị đó, chứ còn phàm phu chúng ta
không thể nào mà hiểu tới được. Ừ. À, như chắc đa số đây á, chúng ta đã xem bộ phim Tế Điên Hòa Thượng chẳng hạn. Ừ. Cái hành trạng của ngài rất là, mình nói như lời của người đời đó, điên khiên khùng khùng, nhưng mà thực sự không phải. Ngài vì cái nguyện cho nên mới thể hiện như vậy, ăn thịt uống rượu vân vân, nhưng mà cái hành tung rất là vi diệu thù thắng ha. Ăn vô ăn một miếng thịt vô, thịt cá ăn vô xong rồi nhả ra con cá, ăn thịt chim vô nhả ra con chim. Đó là vì các ngài đã chứng thánh quả rồi, các ngài mới có những thần thông diệu dụng đó. Còn nếu phàm phu chúng ta không thể nào mà bắt chước được. Ừ. Nên đôi khi nếu chúng ta không có hiểu, nhìn thấy những cái hành trạng nó khác thường, thì mình lại phỉ báng. Thì để kết thúc cái buổi dạ hôm nay đó, tôi xin kể vị câu chuyện trong nhà thiền á, có vị thiền sư một cái bữa nọ đó đi đến một cái ngôi chùa xin nghỉ qua đêm. Thì trong chùa đó có ba cái tượng bằng gỗ, tượng gọi là Tây Phương Tam Thánh đó, là tượng Phật Di Đà, tượng Quan Âm, tượng Đại Thế Chí đó, như chúng ta biết đó. Thì cái buổi tối đó đó, đêm khuya đó đó, trời lạnh quá, thì vị này mới đem ba cái tượng gỗ này nè rồi xuống đốt. Thì sáng hôm sau cái vị trụ trì á, mới ra mới hỏi tại sao mà ông dám đốt tượng Phật của tôi. Thì vị thiền sư này mới nói rằng là thiêu tượng Phật để lấy xá lợi. Thì chúng ta biết ha, là khi Đức Phật ngài thị tịch ha, trà thì nhục thân của ngài xong mình có được cái xá lợi của ngài, thì vị thiền sư mới nói vậy đó. Vì cái vị trụ trì nói tại sao ông dám đốt tượng Phật của tôi đó, vị này mới nói để mà lấy xá lợi. Thì vị trụ trì mới nói rằng tượng gỗ thì làm sao có xá lợi. Thì vị thiền sư mới nói rằng nếu vậy đó thì thôi để thỉnh về tượng gỗ khác đốt thêm nữa. Thì lúc đó đó vị trụ trì đó rụng lông mày, cho nên mới có câu kể là thiêu tượng Phật, trụ trì rụng lông mày chỗ đó. Vị thiền sư đó tôi cũng quên tên này, thì kể câu chuyện này đó để cho vị thấy rằng đó, là có những vị thánh tăng, những vị thiền sư ngộ đạo rồi, các ngài không còn chấp nhất vào cái hình tướng bên ngoài. Các ngài chỉ dùng cái phương tiện để mà độ sanh. Tức là trong cái câu chuyện này đó, đối với ngài thì vì lạnh quá cho nên ngài mới đem cái tượng gỗ của mình, của vị trụ trì của chùa đó đó, đem xuống để đốt. Vì thời xưa ở Trung Quốc không có sưởi, chỉ dùng than hay là gỗ để mà đốt để sưởi ấm thôi. Nhưng mà vị trụ trì lại chấp nhất vào ba tượng gỗ như vậy. Đương nhiên chính bản thân chúng ta cũng vậy, nhất là đời hiện tại. Nếu chúng ta có ba tượng Phật bằng gỗ mà ai đó chỉ cần đốt một chút xíu thôi đó là không có được rồi. Vì chúng ta đương nhiên là kính quý tượng Phật, nhưng mà vì còn dính mắc nhiều, nên nếu mà dẫu là cái tượng Phật nó quý đi nữa, nếu có gì xảy ra chúng ta cũng bị đau khổ gì đó. Nhưng mà đối với cái vị thiền sư này đó, vị thiền sư Đơn Hà, ngài đã chứng đắc rồi này, không có còn dính mắc nữa. Nhưng mà đương nhiên đối với ngài thì làm được, mà đối với chúng ta mà làm á,
vẫn còn dính mắc đó, mà làm như vậy hay dám làm như vậy đó là cũng mang tội hơn. Nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là các ngài làm được, chúng ta làm được, mà trong nhà thiền gọi là khẩu đầu thiền á, chỉ nói được mà không làm được, chỉ bắt chước các ngài làm nhưng mà tâm của chúng ta còn ô uế, tâm chúng ta còn phàm phu, tâm của chúng ta còn nhiễm dục ha. Thôi để kết thúc cái buổi giảng hôm nay một lần nữa ha, thì khi chúng ta hiểu được thâm sâu cái ý nghĩa của cái giới này đó, thì chúng ta cố gắng tránh tạo nghiệp xấu cho bản thân cho mình, rồi cố gắng mà giữ gìn lời ăn tiếng nói, cố gắng nhất là hộ trì tam bảo, bằng cách là không có đi rao nói tội lỗi của những người trong đạo, những vị xuất gia, vị tại gia, vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vị sa di, vân vân. Trừ khi mình có cái bổn phận trách nhiệm để hướng dẫn họ. Thôi cũng quá giờ, tôi xin tạm dừng ở đây ha. Để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.